Toán. Hello, xin chào tất cả anh em và chào mừng anh em đến với bản tin công nghệ của Linh kiện RC số thứ nhất. Và trong ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng điểm tin một số cái bản tin công nghệ mới về những cái sản phẩm mới có tại Linh kiện RC và trên thị trường flycam hiện tại. Đầu tiên là chiếc BUGS 3 Pro đã ra phiên bản version 2 với cái màu mới. Đây là phiên bản là màu xám, gọi là nòng súng. Anh thích nhỉ? Nòng súng đúng không? Đây là phiên bản là version 2 sau một thời gian rất dài chờ đợi thì nhà sản xuất Magic đã ra cái phiên bản cải tiến này. Về bên ngoài của nó thì nhận thấy rõ nhất là màu sắc đã thay đổi và động cơ kích thước thì nó vẫn như là động cơ cũ thôi, còn bên trong tính năng và trải nghiệm bay thì chúng tôi sẽ có sớm có clip review với anh em. Và anh Tuyết này, anh thấy nhận xét thế nào về cái phiên bản BUGS 3 Pro version 2 này? Chào anh em. Trước đây này anh em chúng tôi làm bản tin công nghệ thì tôi mặc áo này trông giống hacker, trông nó chất. Còn riêng về sản phẩm BUGS 3 Pro này thì đương nhiên rồi, con người thay đổi theo mỗi ngày, sản phẩm cũng phải đấy anh em ạ, để đáp ứng được cái thị hiếu và cái nhu cầu của người dùng. Thì BUGS 3 Pro là thuộc hãng Magic thì tôi đánh giá rất là cao, luôn luôn ra những thứ mới để anh em mình có cái để mà chơi. BUGS 3 Pro thì màu này trông chất hơn cái màu trắng, theo cá nhân của tôi là chất hơn màu trắng rất là nhiều. Còn về những cái tính năng bay thì chắc anh em phải subscribe kênh YouTube chúng tôi, thì chúng tôi sẽ có cái clip mới nhất để gửi tới anh em sớm thôi anh em nhé. Ok, mình thấy có sự khác biệt với bên ngoài khi mà mình sờ vào thì nó sẽ không có cái đèn ở trên này giống như là phiên bản màu trắng này. Cái thứ hai nữa là pin nó cũng sẽ thay đổi và màu trên dưới cái màu này thì nó cũng là không phải là màu trắng nữa mà nó cũng chuyển hết toàn bộ là màu sáng hết rồi. Ok, anh em sẽ sớm để xem cái clip review của chúng tôi về sản phẩm này trên kênh Linh kiện RC nha anh em nha, và chúng tôi sẽ so sánh phiên bản với một xem nó khác nhau là chỗ nào. Còn bây giờ trên tay tôi đang là một sản phẩm rất là hot thời gian vừa qua, sản phẩm C-Fly Dream với cái chống rung này. Đây là sản phẩm có giá bán rẻ nhất trên thị trường, có hệ thống chống rung gimbal rất là tuyệt vời. Đây thì ở trên sản phẩm này phiên bản mới nó có những thay đổi. Đây là phiên bản của năm 2019 và anh cầm có thay đổi, nó có thay đổi nhẹ một chút. Nếu anh em nào đã từng xem anh em chúng tôi review con C-Fly thì đây là cái tay cầm mới của nó này. Đây, nhờ U chia sẻ cho anh em về tay cầm mới. Ok, trên cái tay cầm mới của con C-Fly Dream phiên bản năm 2019 thì nó sẽ không có những cái cần gạt. Cái cần gạt như thế này thì ở cái những bản phiên bản cũ ấy thì nó khá là tiện khi mà anh em gạt chỉnh chế độ. Nhưng mà tuy nhiên thì nếu mà mình nhỡ tay mình gạt nhầm một cái thì nó có thể là nó sẽ chuyển đến một cái chế độ bay mình không mong muốn. Vì vậy thì trên những cái thiết kế, ngôn ngữ thiết kế tay cầm của những cái năm mà mới nhất bây giờ năm 2019 thì họ đã bỏ đi cái cần gạt như vậy. Các cái nút nó được tinh giản thì khá nhiều và nó không cần anh em không cần phải lưu ý về những cái nút nào nữa cả. Cái nút xoay thì vẫn ở bên tay trái nhưng bây giờ màu thì màu đen như thế này rất là ok. Còn chất lượng cam thì qua cái trải nghiệm ban đầu thì anh Thuyết thấy thế nào? Chất lượng cam của C-Fly thì so với bản version 1 trước đây thì tốt hơn rất là nhiều. Cái hình ảnh sau khi tôi quay về, sau khi đã hậu kỳ tất cả mọi thứ đều ổn hết, tại vì khi bạn muốn hậu kỳ được thì bạn cần phải có một cái chất lượng cam gốc nó khá tốt một chút. Thì cái này cũng có trên kênh YouTube Linh kiện RC luôn, anh em có thể xem. Tôi đã từng chỉnh sửa một con C-Fly rồi. Còn cơ bản thì về thân máy và thiết kế bên ngoài thân máy thì không có gì thay đổi nhiều cả. Em nhìn thấy trên tay tôi đây. Lưu ý mình giải thích thêm một tí để anh em đỡ hiểu nhầm nha. Có nghĩa là cái clip gốc của nó thì chất lượng cao nó rất là tốt và bên mình cũng có review về cái clip gốc của nó rồi. Ở khung cảnh ở bên mình ở bãi cỏ và hồ Đầm Hồng thì bên mình có review với anh em, đấy là chất lượng file gốc của nó. Và bên mình cũng có thêm một clip hướng dẫn chỉnh sửa trên phần mềm để cho nó mượt hơn và màu sắc đẹp hơn thì mình cũng đã có rồi. Và anh em lên kênh Linh kiện RC là anh em phải xem với hai cái clip đấy nhau. Đây là phiên bản C-Fly Dream và nó là version 2 nhưng mà của năm 2019 thì nó sẽ thay đổi về tay cầm. Ok, đến phiên bản thứ ba, cái bản tin thứ ba mà chúng ta sẽ cùng giới thiệu đây là để anh sẽ nói cho anh em một chút về cái này nữa. Là cái ngày xưa là bên chúng tôi luôn luôn là đăng cái clip gốc lên cho anh em xem, tất cả clip cam gốc. Riêng con C-Fly này, thì có rất là nhiều anh em hỏi chúng tôi về cách chống rung cho cái video xuất ra từ flycam như thế nào. Chỉ có riêng dòng C-Fly này chúng tôi có một video clip riêng là để hậu kỳ và làm tất cả mọi thứ trên cái cam này để anh em có thể so sánh. Còn tất cả những cái video khác nhá, đều là video gốc anh em nhá. Anh em yên tâm, từ bây giờ chúng tôi sẽ chỉ up video gốc nếu không có yêu cầu của anh em là về những cái hậu kỳ gì đó. Còn nếu mà có thì tôi sẽ up sang kênh Facebook thôi, tôi sẽ không up lên YouTube nữa. Đúng rồi, để anh em đỡ nhầm lẫn, vì tất cả những video anh em linh kiện RC up thì đều là hai góc, anh em yên tâm. Có một cái thông tin mới về một cái sản phẩm mới của năm 2019 mà nó vừa mới ra mắt đây. Đây là chiếc Flycam ở trong cái tầm phân khúc giá rẻ thôi anh em, phân khúc khá là tốt. Giá của con này thì nó chỉ trên sale khoảng 1 triệu thôi, biết đúng không thế? Đúng rồi. Con này là con Flycam S 5 và nó là con Flycam giá rẻ, có động cơ thì là động cơ chổi than thôi, nhưng mà mình đánh giá rất cao với camera của nó, có thể là dọc lên dọc xuống được và cái thiết kế của nó rất là tuyệt. Pin con này thì theo thông số của nhà sản xuất thì là pin là 1800 mAh và cho thời gian bay nó khoảng 12 phút. Nói chung là những cái con Flycam phân khúc giá rẻ ở thời điểm hiện tại ở năm 2019 thì thời gian bay được cải thiện rất là nhiều so với những cái năm trước đây. Như chúng tôi chơi những con Flycam ở những cái năm mà 2016, 2017 ấy, thì thời gian bay nó chỉ được 6 đến 8 phút thôi. Và bây giờ thì thời gian bay ở trên Flycam nó cải thiện rất là nhiều. Anh Tuyết đánh giá như nào về con Flycam giá rẻ này? Anh đã từng chơi rất nhiều Flycam giá rẻ rồi đúng không? Tôi thì tôi đã rất là thích chơi những dòng Flycam giá rẻ này. Thứ nhất là nó có thể thực hiện được những cái pha mạo hiểm mà giúp cho tôi yên tâm rất là nhiều. Tôi mà dùng Phantom thì tôi không bao giờ dám thực hiện những cái chiêu thức kiểu vòng xoáy bento bên tiếp là tôi không dám lại. Còn riêng cái dòng này các bạn có thể thoải mái. Tất nhiên là nếu mà so với dòng cao cấp thì là một cái sự khác biệt, nó mình không thể nói ra được đúng không ạ? Nó quá là khập khiễng. Nhưng mà đây cũng là một cái niềm vui, một cái thú vui cho những cái bạn đam mê Flycam. Tuy nhiên là cái mức chi phí mình muốn bỏ ra nó chưa nhiều lắm để luyện tập thì có thể lựa chọn cái sản phẩm phân khúc giá này. Và còn một cái trường hợp nữa đấy là bố chơi cái dòng 7 triệu rồi thì tất nhiên con cũng phải chơi cái dòng 1 triệu một tí, hai bố con cùng vui. Nhưng bố chơi không con cứ nhìn thì buồn lắm anh em ạ. Đấy, đây là cái ý kiến của tôi thôi. Ok. Các bậc phụ huynh nhớ mà bố chơi thì cũng chơi như hai bố con mang Flycam ra đùa với nhau là rất là vui rồi. Bố cái 7 triệu con này không có cái nào thì này, con đứng nhìn thôi, con đứng nhìn đâu. Chấm hết không được à? Con là đánh giá bố không ra gì. Thì anh phải nói thế. Ok, có một cái thông tin mới mà chúng tôi vừa mới khảo sát được khi mà cái số lượng số bán của một cái sản phẩm mà thực ra chúng tôi đã đăng cách đây khoảng 2-3 tháng rồi, nhưng mà bây giờ chúng tôi mới làm cái khảo sát thị trường thì rất là kết quả rất là bất ngờ khi mà sản phẩm đồng hồ thông minh Thor Pro đang có giá tốt nhất thị trường tại linh kiện RC với giá chỉ có 2.250.000. Đây là cái giá mà anh em có thể tham khảo giá trên thị trường, đây là giá rất tốt nhất thị trường ở tại một cái thương hiệu, một đơn vị bán hàng phân phối nhà chính hãng và uy tín như linh kiện RC, thì đây là một giá rất là tốt so với giá thị trường bây giờ nó là 2.900.000. Anh Thuyết đã từng đeo logo Thor Pro rồi đúng không? Đúng rồi, Thor Pro thì tôi đánh giá một cái sản phẩm nó đủ mang lại cho tôi những cái tính năng mà tôi cần thiết. Còn cái giá của nó thì tôi cũng không muốn nói nhiều, tại vì là mình là phân phối hàng chính hãng thì giá niêm yết như thế nào chúng tôi sẽ bán như thế, làm sao mang lại cho anh em vừa một mức giá tốt và một cái sản phẩm nó đảm bảo đủ chất lượng. Giá chúng tôi chỉ có 2.250.000 thôi anh em ạ, yên tâm. Tuy là làm cùng với sản phẩm công nghệ nhưng tôi là fan của đồng hồ mang tính chất là cổ điển truyền thống, đồng hồ cơ, đồng hồ ấy. Còn anh Thuyết đây thì lại là fan của đồng hồ thông minh. Anh Thuyết đeo rất nhiều đồng hồ thông minh rồi. Tất nhiên là phải so với kiến thức về đồng hồ thông minh thì tôi không phải anh Thuyết được. Anh Thuyết thì nói qua xem là bây giờ Thor Pro thì nó so với những cái con đồng hồ thông minh thôi thì không chỉ muốn nói với anh Vũ câu thôi là mình thông minh, mình phải đeo đồng hồ thông minh mà. Đúng không anh em? Mình thông minh phải đeo đồng hồ thông minh. Đeo đồng hồ sự stupid mãi rồi. Về thông số của tất cả cái Thor Pro này thì chắc không cần nói nhiều anh em. Nó là màn hình của nó là cũng là cái màn hình chống xước, nghe đồn đâu đó là màn hình Sapphire hay là Godzilla đấy là chất Godzilla đúng rồi. Còn những cái sản phẩm thuộc cỡ như này thì nói chung là những nhu cầu tất yếu của bạn thì đáp ứng được hết. Chắc là lát nữa tôi phải chạy ra ngoài này kia để gặp bạn bán hàng để lấy ngay một con Thor Pro. Tôi thấy những anh em đeo thông minh trông cũng thông minh nhưng mà không đeo đồng hồ thông minh tôi không đánh giá cao lắm anh em ạ. Giờ trên tay mình đây là cái tay cầm điều khiển của con C-Fly Dream mà chúng tôi vừa giới thiệu với anh em. Và có một cái tin vui mà tôi quên mất lúc nãy không có đề cập anh em ấy, đấy là con C-Fly Dream của chúng tôi đã nâng cấp lên cái khoảng thời gian bảo hành của nó lên đến 3 tháng. Trước đây thì C-Fly Dream chúng tôi chỉ có bảo hành 1 tháng thôi, và ngoài ra thì là hỗ trợ sửa chữa. Tuy nhiên thì bây giờ đã bảo hành 3 tháng rồi, và 3 tháng lỗi từ nhà sản xuất thì nó là một cái thời gian rất là dài so với lại những con Flycam trong cái phần khúc này. Anh Chất đánh giá như nào về cái chất lượng bảo hành hoặc là những cái dịch vụ bảo hành tại linh kiện RC? Tất nhiên là khi mua thì hoặc là khi chúng tôi bán ra thì rất là mong muốn anh em có được một cái sản phẩm mà không bao giờ phải đi bảo hành cả. Tuy nhiên là nếu không may các bạn rơi vỡ va đập hoặc có vấn đề nào đấy thì cái thời gian 3 tháng là đủ để mình có cái trải nghiệm rồi. Ngoài ra quan trọng nhất là phần sau hỗ trợ sửa chữa trọn đời anh em nhé, yên tâm đi anh em. Chọn đời khi nào anh em già đâm vào đâu mang đến tôi hỗ trợ anh em sửa chữa, vài năm sau mang đến vẫn hỗ trợ của anh nữa, nghĩa là anh em vui là được rồi anh em ạ. Thực ra khi mà chúng tôi khi những cái khoảng thời gian mà chúng tôi mới bắt đầu nhập môn về flycam, chúng tôi cũng như anh em đang ngồi xem trên màn hình bây giờ ấy, là chúng tôi cũng đã từng va đập, đã từng sửa chữa và chúng tôi cũng đi khắp nơi, nhưng mà họ cũng rất hiếm nơi có thể là hỗ trợ chúng tôi để sửa chữa. Sau đấy thì tôi mới lần mò, tôi mới đi tìm linh kiện của nó để phù hợp với lắp con nọ con kia vào thì nó lại mới đầu mới chơi được. Với cái vấn đề là ok thì lỗi do mình bay va đập là một chuyện, nhưng mà vấn đề là người bán họ có hỗ trợ anh em để khắc phục cái hậu quả đấy, khắc phục cái sự cố đấy. Còn nếu mà bán xong và chúng ta bye bye với nhau thì không có gì để mà nói cả. Cái đấy là cái ưu điểm lớn nhất mà linh kiện RC muốn mang lại, ngoài những cái về trải nghiệm, những cái clip anh em xem review thực tế, bán hàng, tư vấn thì nó dịch vụ sau bán hàng và sửa chữa. Đấy là một cái điểm mà tôi đánh giá rất cao tại linh kiện RC của chúng tôi đã và đang xây dựng ra. Ok anh em, anh Chất còn muốn nói gì với anh em ở tại cái bản tin công nghệ số đầu tiên được không nhỉ? Không còn gì muốn nói với anh em nữa rồi. Tôi muốn để dành những cái điều tuyệt vời hơn ở trong cái clip tiếp theo. Được. Anh em nhớ like và subscribe kênh để nhận video tiếp theo anh em nhé.